chào đến các thầy với cả các bạn và các anh và anh ở đây. Thì em đại diện cho các bạn, em đến từ khoa điều dưỡng N31. Thì em có một câu hỏi cho anh là trong cái quá trình mà anh học ở trường Thăng Long thì anh cảm thấy khó khăn nhiều nhất đối với ngành điều dưỡng của mình là gì? Và sau khi ra trường ấy, thì cái tích lũy, cái kinh nghiệm của anh khi mà áp dụng được vào các bệnh viện thì nó có nhiều không hay mình vẫn cần phải tích lũy nhiều thêm? Rồi, cảm ơn câu của em. Anh đã trả lời luôn đúng không? Vâng, ok anh xin trả lời luôn. Cái câu của em ấy thì đúng là rất là hay. Bởi vì khi mà học ở đây ấy, thì cái ngành gọi là bây giờ là khoa học sức khỏe đúng không? Thì nó có mấy bộ môn ấy thì cũng có một cái sự gọi là hơi khác biệt, mà phải gọi là hơi thiệt thòi so với cả các ngành khác của các bạn. Đấy là cái môi trường học tập của bọn anh, đấy là ở bệnh viện, từ kể cả từ người sinh viên ấy. Thế nên là khi tham gia các hoạt động của trường cũng như là các thông tin về trường ấy, thì bọn anh là hầu như là những người rất là còn biết muộn, biết sau cùng đấy. Ví dụ như là trường có event, trường có gì đó nhưng mà cứ phải ở viện đã, xong ở viện bắt đầu mới tức tốc để chạy về trường đúng không ạ? Cũng như là các thông tin khi mà về thì bắt đầu các bạn ở khóa ngoại ngữ cũng như là bên toàn tin vân vân bắt đầu mới thông báo là mày ơi có thông báo này vân vân, lúc đấy mới biết. Đấy, đấy là một cái mà các em điều dưỡng cũng như là các em ở khoa sức khỏe, y tế công cộng vân vân gì đó ấy, thì các em phải chuẩn bị tinh thần là các em sẽ phải học tập ở bệnh viện. Là như vậy. Thì bên ngành gọi là về điều dưỡng là về y tế mà làm việc với người bệnh, nên là cái việc kiến thức của các em ấy thì đương nhiên là sẽ rất là nặng, và các em cũng phải cố gắng. Nhưng mà các thầy cô ở trường ấy thì cũng có những phương pháp giảng dạy rất là tích cực, ví dụ như là các em sẽ được học seminar, các em sẽ được tự tìm hiểu bài trước, tự làm bài luận vân vân, xong hôm sau đến là báo cáo chia sẻ với nhau và các thầy cô sẽ xem cũng như góp ý thêm về mặt chuyên môn. Đấy là những cái mà rất là hay mà như anh nói đấy, các em học được kỹ năng báo cáo, kỹ năng mềm đấy, thì sau này khi ra thì các em sẽ làm rất là tốt. Và một cái nữa là không biết là bây giờ thi có thi trắc nghiệm không, nhưng mà ngày xưa bọn anh là thi tự luận. Thì khi mà thi tự luận thì riêng về vấn đề ngành điều dưỡng thì các em phải biết là phải cố gắng học viết đúng không ạ, phải viết thật nhanh, không kịp phải viết thật nhanh không thì không kịp, bởi vì thi 90 phút thì các em phải viết được khoảng 8 mặt là 4 tờ, nhưng ngày xưa bọn anh nghĩ là phải khoảng 30 phút đầu là phải hết một tờ rồi đấy, thì cứ xin phải thế thì mới kịp. Bởi vì bây giờ thì trắc nghiệm thì có thể là sẽ không phải bọn em làm thi trên máy hoặc là gì đó thì các em sẽ không phải tập viết nữa, tập luyện viết nữa. Thế nhưng mà trắc nghiệm thì lại có một cái khó hơn, đấy là trắc nghiệm thì kiến thức nó rộng hơn, các em phải học rộng hơn. Đấy thì tự luận thì các em có thể tự nói, tự biên, tự diễn theo ý của mình. Đấy, tuy nhiên thì đấy mà nếu mà vẫn phải thi tự luận thì các em phải cố gắng tập viết, viết đấy, như anh nói đấy. Và một cái nữa đấy là sau khi ra trường thì những cái kiến thức ấy thì có bổ sung cái gì không ấy. Thì sau khi ra trường năm đầu tiên ấy, thì đi làm thì anh thấy là nó không bổ sung được một cái gì cho mình cả. Sau khi năm đầu tiên đi làm, bởi vì đi vào ấy là nó ngày xưa ấy đi làm thì anh vẫn nhớ có một vài người còn nói với anh đấy là cái gì nhỉ, tức là cái môi trường làm việc ấy ở gọi là công sở ấy thì chưa cần những cái người giỏi mà chỉ cần những cái người biết điều. Anh vẫn nhớ mãi cái câu đấy của một cái người khi mà anh mới vào đi làm. Thế nên là năm thứ nhất, năm thứ hai đi làm ấy thì hầu như là không học được gì, vì nó sốc, nó không như không áp dụng được gì. Thì bởi vì vào là gọi là quen ấy thì nó, môi trường nó hoàn toàn khác, và lúc đấy mới biết được là gọi cái va chạm của xã hội cũng như là những cái vấn đề mà cần phải đối nhân xử thế vân vân tất tật ở trong môi trường trong mình, và những cái mà mình đúng, mình biết là đúng, lý thuyết là đúng, tuy nhiên khi ra thực tế thì nó lại không đúng, bởi vì sếp bảo không đúng đấy. Đấy là như thế. Thế thì tuy nhiên thì trong quá trình làm việc dần dần ấy, thì các em sẽ nhận thấy đấy là nếu mà các em càng chắc về chuyên môn ấy, càng ok về chuyên môn thì cái vấn đề mà có những lúc mà không ai giải thích được, không ai giải quyết được thì các em lại giải quyết được. Và các em hiểu bản chất ấy, thì các em sẽ làm cái việc mà sếp giao cho ấy, thì các em sẽ làm một cách đúng hướng và nhanh nhất có thể. Thế nên là yên tâm cái việc là học về vấn đề chuyên môn, học về vấn đề đại cương vân vân, cứ học đi, học chắc đi, sẽ có lúc để dùng đến. Và những cái lúc đấy rồi sẽ thấy tự tin, bởi vì chẳng ai biết, mình biết là rồi thấy yên tâm. Rồi, cảm ơn em. Tôi xin gửi chào đến các thầy và gửi chào đến anh và tất cả các bạn đang ngồi trong hội trường hôm nay. Em xin có hai câu hỏi cho anh ạ.
là câu hỏi đầu tiên là trong quá trình làm sinh viên của anh ạ, anh có điều gì cảm thấy hối hận không? Và câu hỏi thứ hai là tại sao anh lại chọn điều dưỡng mà không phải là ngành gì khác? Cảm ơn câu hỏi của bạn. Câu hỏi này nếu đúng là như cái câu hỏi rất là gọi là ai cũng mong muốn được nghe đúng không ạ? Câu hỏi và thì để mà nói về trong thời kỳ sinh viên ấy thì hối hận ấy thì nhiều lắm, hối hận quá nhiều, bởi vì mỗi khi đi học thì cứ học thì lại thấy hối hận đúng không ạ? Hối hận từ cái lúc đầu chia sẻ đây là tại sao học lại học thật thi thật như thế này đúng không ạ? Sẽ rất là vất vả. Hối hận từ khi mà bắt đầu đi vận thực và thực tập, thấy nó vất vả quá, thấy nó khổ quá, thế tại sao lại mình lại cứ theo như thế này, xong rồi đến lại tiếp tục hối hận, rồi cứ thế hối hận suốt thôi. Nên là để mà nói hối hận thì ai cũng thế thôi, khi mà đi học em thấy hối hận nhiều lắm. Nhưng mà để mà đến bây giờ ấy mà hỏi là ngành sinh viên anh có hối hận gì không ấy thì đúng là bây giờ thì anh chỉ thấy hối hận là ngày xưa là không được tham gia nhiều các hoạt động của trường. Đấy, như em chia sẻ đấy, là bởi vì nhiều hôm thì ở trường tổ chức những cái tọa đàm hay lắm, những cái bài giảng của các chuyên gia vân các kiểu thì mình cứ phải ở bệnh viện. Rồi các tận cái ngày xưa đi học sáng ở bệnh viện, chiều về trường học lý thuyết, thì cái việc bọn anh ngày xưa vất vả 7:15 có mặt ở viện để ra và bắt đầu đi buồng giao ban. Thế xong rồi giao ban cùng với cả nhân viên xong ấy, thì bắt đầu đi vào làm xong bắt đầu đến tầm 12 giờ mới xong. 12 giờ xong thì bắt đầu lại ngủ để chạy về trường. Thì 1:30 là bắt đầu vào học rồi, ở trường rồi. Thế thì đi về trường ấy, cái vấn đề ăn sáng cũng như là ăn trưa ấy thì hầu như cũng phải tranh thủ. Có nhiều hôm là phải vừa đi trên đường vừa ăn ấy. Đấy thì nói về hối hận, bây giờ mà nói ấy, thì anh chỉ hối hận là không được tham gia nhiều các cái hoạt động. Đấy, và cái đấy là cái hối hận lớn nhất. Còn đương nhiên thì như anh kể đấy, thì khi học đấy thì sẽ thấy là mình sẽ có nhiều lúc mình phân tâm, mình nhiều lúc mình nghĩ tại sao mình lại tiếp tục học, hay là mình chỉ gọi là như cái em tân sinh viên ấy thì hay có cái gọi là tâm lý là mình học tạm thôi, năm sau mình thi lại. Đúng không ạ? Vì có thể nhiều bạn là cái nguyện vọng này chưa phải là cái nguyện vọng đầu tiên của các bạn, là cái nguyện vọng sau đâu. Thì các bạn vẫn mong muốn, các bạn có ước mơ, đây là bình thường, đúng không? Ai cũng có ước mơ. Các bạn ước mơ ở một cái trường cao hơn, các bạn ước mơ ở một cái môi trường nó khác hơn. Thế thì các bạn coi đây là một cái điểm đỗ gọi là tạm thời để các bạn đi học, đúng không ạ? Đấy, thế thì nhiều cái vấn đề đấy thì các bạn sẽ hối hận liên tục. Đấy, thế thì em hỏi là tại sao lại chọn ngành điều dưỡng mà lại không chọn ngành khác? Thì đúng là nó cũng phải nói là nó là một cái duyên nữa, chứ không phải là không chọn ngành khác. Thì như anh thì cả nhà thì không có ai là trong ngành y tế cả. Đấy, cả nhà anh là công an cơ, ngày xưa hướng mới vào công an giữa kinh lắm. Đấy, thì bố anh cũng thế, bố anh là người gắt khắc gọi là gay gắt nhất với anh khi mà anh lựa chọn cái công việc này đấy. Thì gọi là như nào nhỉ, khi mà chọn ấy thì đương nhiên cũng thi và cũng gọi là ngày đấy thì sao nhỉ, tức là không nhớ ngày đấy, nó cũng không nhiều được thông tin như bây giờ đâu. Tức là nó ngày đấy ở trường anh ấy là có một gọi là thỉnh thoảng có những cái buổi mà có người về gọi là hướng nghiệp ấy nói chia sẻ về công việc cho các em để các em biết, các em nghe thì hầu như ngày xưa anh chả tham gia những cái buổi đấy bao giờ mấy. Đấy, thế thì thích nhất của anh vẫn là toàn tin. Thế thì phải nói là vào điều dưỡng cũng là một cái số nữa. Ngày xưa học thì anh học tự nhiên từ hồi cấp 3 là được phân gọi là phân để học tự nhiên và xã hội đấy, thì anh học tự nhiên rồi. Thế thì đã thi khối A, xác định là thi khối A toàn tin. Em không hiểu sao tự nhiên học cái môn sinh nó lại tốt thế. Thế là cứ đi thi rồi dần dần anh cũng không mong muốn cái việc học môn sinh mình ngay từ đầu không đạt đâu. Thế xong rồi cứ học rồi dần dần rồi đi thi rồi thi các giải vân vân đủ kiểu, cứ đi thi là được giải, thế lạ. Thế thì dần dần thì tự nhiên hướng, thế thì gia đình thì cũng không mong muốn, thì tự nhiên bản thân anh thì cũng thấy là cái ngành về y tế này ok đấy, thế là anh cũng thi bác sĩ đa khoa. Thì bác sĩ đa khoa thì cũng không đủ điểm,
không đủ điểm, thế thì cũng, cũng xác định giống như năm đầu các em ấy, là vào đây học năm thứ nhất, rồi thi lại, năm sau thi lại bác sĩ đa khoa. Đấy, thì cũng xác định như vậy. Thế thì cũng vừa gọi là đặc biệt cái tâm lý đấy cực kỳ quyết tâm sau khi thi mà không đủ điểm ấy. Thế thì ngay đấy mà nó lấy có 24 phẩy mấy ấy, anh chả nhớ, nhưng mà anh cũng không đủ, anh được 21 thì đó. Thì đấy, thế thì bảo thi thế là khi mà đi vào học thì thấy môi trường ở đây như anh nói đấy, ok, các thầy cô dạy, và ngày xưa như anh là cô Đức, hiệu phó trường Đại học Y Hà Nội ấy, là cô Đức là cô là người sang đây, là những người đầu tiên gây dựng lên cái bộ môn điều dưỡng ấy, và các phương pháp học tập cực kỳ hay, cũng như là các cái kỹ năng mềm mới học được. Thế trong một quá trình học thì thấy nó hay, và anh thấy học được nhiều cái đây, nên là anh quyết định sẽ không thi lại nữa, mày học luôn. Đấy, đây là cái vì sao chọn. Cảm ơn em. Vâng, ngày hôm nay các bạn có thể thấy là gửi lời chào đến các thầy và anh Long và các bạn sinh viên khóa 31. Thì câu hỏi của em đó là trong quá trình học tập ở trường đại học Tâm là sinh viên thì có nên yêu không ạ? Và câu hỏi thứ hai đó là nếu mà là sinh viên năm nhất đối với khoa điều dưỡng thì nên cần nên lưu ý những điều gì? Hỏi có thể yêu hay không ấy thì anh em phải chuyên gia về tâm lý lắm. Thôi được rồi, thì cũng lại chia sẻ về gọi là kinh nghiệm bản thân nhá. Kinh nghiệm bản thân thì theo anh ấy thì ngày xưa thì các cụ vẫn cứ bảo là không yêu đương gì cả, và khi mà vào học ấy thì tâm lý của anh ấy từ đầu cũng xác định là thôi chẳng yêu đương gì cả, học đã, đúng không ạ? Vì lại còn còn rất nhiều cái mà ngày xưa như con trai ở đây lại còn thích chơi game cơ, anh lại cực kỳ nghiện game ngày xưa, trước khi sau khi vào trường là tự nhiên chơi cái trò cái gì võ lâm truyền kỳ là tôi nghiện lắm, đây là xác định luôn. Ngày đấy còn có ước mơ là khi mà đi sau khi ra trường ấy là có đi làm có tiền sẽ mua một bộ máy tính thật là mạnh để chơi cho sướng, ước mơ như thế, tức là không xác định yêu đương gì cả đấy. Thế thì nhưng mà trong quá trình đi vào học đến năm thứ hai thì tự nhiên lại bị vấp vào tình yêu. Thế thì năm thứ hai thì lúc đấy nó cũng sao nhỉ, nó cũng đơn giản lắm, bởi vì ngày đấy cũng như anh nói đi học chung với nhau đấy, thì đấy các khóa rồi vân vân thì trên đường về thì cũng tiện thôi, ngày đấy thì đi xe về thì cũng bảo thì đèo các bạn về cũng rất là bình thường, cứ kèm hai kèm ba, xong rồi đi dần dần chả còn ai nữa, cùng đi mỗi mình một bạn thôi, hay đi dần cứ tâm sự nói chuyện đấy, cuối cùng tình cảm đến lúc nào không biết. Thế thì đương nhiên thì cái việc yêu ấy thì cái hồi đấy không dám nói với bố mẹ rồi, đúng không ạ? Thế tuy nhiên thì đúng là cái ngày đấy anh cũng là một cái sự may mắn. Cái tình yêu đấy thì đúng là giúp học rất nhiều, đúng không ạ? Vì cái bạn đấy, bạn ấy là người luôn luôn là gọi là thúc giục anh, cũng như là luôn luôn phải gọi là ép anh đấy, là phải học đi, bỏ game đi, vân vân. Thế thì ngày đấy bảo bỏ game thì còn lâu, đúng không ạ? Chơi game trước khi tao quen mày là sao tao bỏ game được, bỏ thì bỏ mày chứ sao bỏ game, đúng không? Đấy. Thế nhưng mà cuối cùng thế nào mình vẫn bỏ game với các em ạ, lạ thật đấy. À, phụ nữ có những cái quyền năng nó cực kỳ là khó, không thể nào mà đoán được. Đấy, thế thì ngày xưa sau khi đến năm 2 đấy thì đến năm thứ 3 thì có cái trường mới này, có cái thư viện này này. Thì bắt đầu là đâm đầu vào thư viện. Bạn ấy ngày nào cũng giục anh là đi học, kể cả thứ bảy chủ nhật nữa cũng đi học, kể cả học xong ở đây xong cũng phải vào thư viện để học, nói chung là học suốt thôi. Đấy, thế thì cũng vì cũng có tình yêu thì nó cũng phải nghe lời người yêu thôi, đúng không ạ? Đấy, thì đấy, cái đi học với nhau này, rồi đi thì bạn đi mua đồ ăn sáng vân vân, xong rồi hai người vừa đi trên đường vừa ôn bài vân vân, rồi các kiểu đấy. Thế thì cái tình yêu đấy với anh ấy thì anh cũng nói là nó giúp cho anh về cái vấn đề học rất là nhiều đấy. Hai người cùng làm đề cương rồi cùng ôn rồi vân vân, như anh nói, kể cả luyện viết xong rồi xem cho nhau, đúng không ạ? Có nhiều khi mà viết xong rồi mình không biết là mình viết cái gì, bởi vì mình viết nhanh viết xấu thì không biết là mình viết cái gì nữa, thế xong rồi cũng phải ngồi thì học với nhau là như thế. Nhưng mà để nói là có nên yêu hay không như em hỏi ấy, thì cái câu này đúng là nó cũng 50-50 đấy. Anh nghĩ là cái việc mà đến bây giờ các em bước vào ngưỡng cửa đại học rồi ấy, thì cái việc yêu ấy, cái việc có nảy sinh tình cảm ấy thì là cái việc mà cũng không ai ngăn cấm được, chính bản thân các em còn không ngăn cấm được bản thân mình, đúng không ạ? Còn không, mình rung động với một người phụ nữ, mình rung động với một cái việc gì đó thì chính bản thân mình còn không kiềm chế được, đúng không? Thì làm sao mà người khác kiềm chế được? Thế tuy nhiên thì các em phải biết là cái yêu của mình ấy nó ảnh hưởng như nào. Tuy nhiên thì trong ví dụ giai đoạn gọi là
giai đoạn tình yêu màu hồng ấy, là giai đoạn sau yêu khoảng nửa năm rồi gì đó thì tình yêu đẹp lắm, các em có thể sao nhãng vân vân là cái điều đương nhiên. Thế tuy nhiên sau đấy các em phải thật sự là nhận ra cái việc đấy là mình đặt mục tiêu là mình muốn cái gì sau 5 năm nữa. Anh nghĩ là một cái đấy là trước anh cũng đã học rất nhiều những cái khóa, người ta cũng nói người ta cái vấn đề đấy. Tuy nhiên cái câu ấy đúng là rất là hay đấy. Các em phải đặt mục tiêu là các em muốn cái gì sau 5 năm nữa, các em sẽ đứng ở đâu, các em là ai sau 5 năm. Đây, sau 5 năm thì các em đặt mục tiêu to như thế, xong các em phải phân ra. Đây, sau 5 năm như thế thì các em từng năm một các em muốn cái gì? Các em muốn cái gì? Khi mà các em nghĩ là như thế thì cái tình yêu anh nghĩ là nó sẽ cân bằng với cả cái việc học tập cũng như là các bên khác. Em không bị quá xa đà cũng như là quá là buông cái việc chuyên môn của mình để xa vào tình yêu. Hơn nữa thì cái việc chọn tình yêu đó đúng không ạ? Chọn thì cũng phải chọn như anh ấy đúng không ạ? Để chọn những người nào mà người ta mong muốn mình phát triển, mong muốn mình thành công. Chứ không phải chọn những cái người mà mong muốn mình là lúc nào cũng là chỗ này hay lắm, đi chơi đi vân vân. Tuy nhiên phải có cái điều đấy để gọi là bồi đắp vào lên tình yêu. Tuy nhiên thì không thể nào luôn luôn là như thế được. Ví dụ như bảo ôi hôm nay anh không đi được, anh phải học rồi, thì bảo thế là dỗi giận đúng không? Ví dụ thế thì không được. Còn ví dụ như là anh học rồi, ok anh học đi, ngày mai đi, ví dụ thế. Đấy, thì phải chọn những cái người như thế. Đấy là cũng tất nhiên là may mắn nữa. Cái việc này anh nghĩ là phải may mắn 40% đúng không? Gặp nhau thích nhau thì cái đấy không nói được, nhưng sau khi hợp nhau thì cũng là phải may mắn nữa. Thế thì anh thì may mắn có cái tình yêu đó. Tất nhiên là cũng không may mắn lắm, bởi vì cái tình yêu đó thì cũng xa lắm thôi. Rồi, cảm ơn em. Nếu là sinh viên năm nhất thì khoa điều dưỡng cần chú ý của mình. Đúng rồi, xa đà và tình yêu của bạn. Năm thứ nhất ấy thì anh nghĩ là mới vào các em thứ nhất là phải làm quen trường, làm quen cái môi trường ấy, chứ không phải làm quen cái môi trường này. Môi trường này em nhìn tháng rời là em thuộc hết. Làm quen cái môi trường làm việc như anh nói đấy, thì thứ nhất là môi trường phải ở cái khoa của mình đã, đúng không? Vì vào là đầu tiên làm quen các bạn, rồi làm quen cái nhịp học cũng như là cái phong cách dạy cũng như là cái cách học của các thầy các cô đã, rồi các hoạt động tham gia. Năm đầu tiên anh nghĩ là như thế, các nguyên tắc ở trường vân vân, rồi chuẩn bị một cái năm đầu tiên các em như ngành của anh thì sẽ được học đại cương, thì các em phải chuẩn bị những cái đại cương, đây là những cái cực kỳ quan trọng. Và đặc biệt lưu ý với các em điều dưỡng đấy là các em sinh lý các em phải thật là chắc đấy. Thì năm đầu tiên anh nghĩ là chỉ như thế thôi. Đấy, thì năm thứ hai thì các em bắt đầu đi học với các ngành chuyên sâu hơn, thì các em sẽ tùy. Tuy nhiên có người thích cái nọ, người thích cái kia. Ví dụ như anh ngày xưa là anh thích ngoại thì học về vấn đề ngoại cũng như vấn đề gây mê hồi sức vân vân thì anh học khá là tốt. Đấy, tuy nhiên về nội, về vấn đề về y học cổ truyền vân vân các kiểu thì lại nó không tốt lắm. Thế thì các em cũng phải, đương nhiên là thế, nhưng mà vẫn phải cân bằng. Đấy, thì vẫn là học thôi mà, vẫn là học. Đấy, thì năm đầu tiên thì theo anh là anh em như thế. Và nếu có điều kiện, tất cả các em, anh nghĩ là tất cả các ngành khác nữa, các em phải học ngoại ngữ. Các em học ngoại ngữ phải cố gắng đến năm thứ hai, năm thứ ba gì đấy. Cố gắng năm thứ ba là hợp lý nhất. Năm thứ ba là các em phải có một cái bằng IELTS hoặc TOEFL rồi đấy, các em phải cố gắng thi năm thứ ba, bởi vì cái bằng này nó có hạn 2 năm mà. Đi hết năm thứ tư các em ra trường thì khi năm thứ năm các em đi xin việc ấy thì cái bằng này nó vẫn còn giá trị. Các em hiểu không? Cái vẫn còn giá trị. Chứ còn bây giờ các em có thể cày từ năm thứ nhất, năm thứ hai đấy, đồng ý tốt, nhưng mà khi ra trường thì nó vừa hết hạn thì nó rất là dở. Rất là dở. Giống như anh ra trường vừa hết hạn thế là thôi. Đây bà không cái này 2 năm thôi, phải thi lại. Thi lại thì đúng là ngày xưa học ôn thì cày thì kinh lắm, thế nhưng mà ôn thi lại sao được, đúng không? Bây giờ thời gian đâu mà ôn mà thi lại nữa, bởi vì đi làm rồi ấy rồi. Thế nó lại bị một cái rất là phí cho mình là như thế. Nó phí, nên các em phải có dự tính năm thứ hết năm 4 năm các em học thì các em năm thứ ba các em thi, các em cố gắng trong năm thứ ba các em thi, các em học từ bây giờ đi đến năm thứ ba các em thi để lấy cái bằng, là thế là ra trường cái bằng mình vẫn còn hạ. Nó như là một cái gọi là cái gì nhỉ, điểm cộng đấy, một cái điểm cộng. Vì cái bối cảnh bây giờ là bối cảnh mà sắp tới công nghệ 4.0 rồi, đúng không các em? Đấy, bây giờ không có ngoại ngữ thì thực sự là rất là khó khăn cho các em trong cái vấn đề thứ nhất là giao tiếp với các bạn thôi. Đừng nói trường mình, của các sinh viên cũng như thầy cô nước ngoài, giao tiếp với các bạn. Sắp tới ở điều dưỡng còn có các thầy cô ở Thái Lan, chuyên gia Thái Lan về giảng dạy, đúng không? Thế thì các em sẽ còn phải giao tiếp chứ. Đấy, cái thứ hai đấy là cái tìm tài liệu. Đặc biệt các em ngành cần tin cũng như là kế toán hay là gì ấy, thì các em phải xem thông tin trên internet, trên mạng hầu như là hàng ngày thường xuyên ấy, mà không biết tiếng Anh ấy, xem nhầm cái chết đúng không? Tiền nong rồi vân vân gì đấy, cái về quản lý ấy, mà các em phải tiếng Anh em phải ok đấy. Thế nhưng mà có đấy là một cái gọi là cái mẹo nhỏ mà từ bản thân anh rút ra và anh chia sẻ như thế. Cảm ơn anh.
Yeah. Thì các em cứ cố gắng năm thứ nhất thì phấn đấu vấn đề đại cương về các vấn đề bệnh viện là quên vấn đề về nhà trường cũng như các hoạt động thật là tốt. Các em tân sinh viên thân mến, vậy là trước mắt các em giờ đây thì sẽ là những ngày tháng rất là dài gian khó trong việc học tập của mình, và mặc dù mới chỉ nhìn thấy, mới chỉ cảm nhận những nét thân thiện ban đầu của trường Đại học Thăng Long, thì em hãy tin rằng trường Đại học Thăng Long đã và sẽ luôn là nơi tin cậy để em lựa chọn, và chúng tôi hứa chúng tôi sẽ không làm cho các em phải thất vọng. Một lần nữa xin cảm ơn khách mời của chúng ta, và cảm ơn các bạn đã cùng có những giây phút hết sức là ý nghĩa và bổ ích với sự tọa đàm sinh viên với thân sinh viên.